đây là sư phụ làm trà bông chai ở ngoài đảo đây. Hy vọng là tiền sinh chia nhau dùng thì mỗi một ngày là một ít gì. Tại vì cái mùa này là mùa mưa cho nên là không có đủ nắng ở ngoài đây, mà nắng thì nên mới ngon hơn. Cho nên sư phụ cho gửi về Việt Nam cho tất cả thiền sinh quý vị để dùng. Trà bông mình phải đánh nó lên gì đây? Sư phụ cho tất cả mấy ông sư huynh đồ của quý vị ra ở ngoài đảo với ta trong cái mùa dịch bệnh, không ai đi đâu được hết, ta cũng không có đi phần pháp được vậy đó, cho nên rằng là phải gì sư phụ ở đây làm lấy cái sườn non này, ta làm trà bông, ta không có gì gửi cho quý vị. Thường thường nữa cái thiền pháp là ta đã làm, không làm cái này làm cái kia, chỉ dẫn cho mấy người xuất gia chỉ dẫn cho quý vị làm này làm kia cho quý vị dùng được. Bây giờ thì mình trong cái ngày không có mở thiền tháp này được rồi, nên sư phụ ở đây ta cũng vẫn làm, ta cũng vẫn làm để cho quý vị có quà. Tuy rằng món đó là một món ăn vật chất nhưng nó chứa chan tất cả tình yêu thương của sư phụ dành cho thiền sinh, những người có duyên với ta trong cuộc đời mà quý vị tu hành một đời giải thoát. Tất cả mọi thứ ở nhân gian chỉ là một cái vật chất, như là một món ăn nha. Chúng ta sống trên đời như một kiếp này thôi nha. Kiếp này có khổ, có giàu, có sung sướng gì cũng là một kiếp này nha. Hết kiếp này là chúng ta phải giải thoát, không bám với cái thế gian trần thế hỗn độn này đây. Hãy người cho con đi luôn, để lại chiếc áo già thằng con đã mang hơn 50 năm rồi nơi đây trên trần thế. Có nên chẳng còn lại dư nó dài lâu chỉ ca hấu xa người. Con có nên hy sinh vì chúng sinh nhân gian, vì tình thương của ngài con lại chui vào nhà.